깊은 감사의 말씀 드립니다. 앞으로 저희 회사가 점점 더 발전하고 승승장구할 수 있도록 전 직원들이 똘똘 뭉쳐 열심히 일해 주시길 인주하시기를 간절히 바랍니다. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ khánh thành công ty trách nhiệm hữu hạn HUG có địa chỉ hoạt động tại thôn Bồng Trung 2, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Chúc công ty ta luôn tràn đầy khí thế, phát triển ổn định, vững bước thành công. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Đến dự buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các ban ngành đến từ Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, xã Minh Tân. Trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tuấn, Bí thư huyện ủy Vĩnh Lộc. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ông Lê Văn Thuận, Bí thư đảng ủy xã Minh Tân. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng cùng các đồng chí đại diện cho các ban ngành Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, đại diện lãnh đạo công ty bảo vệ Lam Sơn, ngân hàng Vietinbank, công ty COL, đơn vị đang cung cấp suất ăn cùng các đối tác đã có mặt tham dự chung vui trong buổi lễ trọng đại này của chúng ta ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Đến dự buổi lễ hôm nay còn có các đối tác lớn là người Hàn Quốc, và về phía các đối tác là người Hàn Quốc, sau đây chúng ta sẽ được lắng nghe giới thiệu từ Tổng Giám đốc công ty Kim Trung Ho. Trân trọng kính mời ông. 한국에서 방문하신 내외분들 소개는 허그의 대표이신 김성호 사장님께서 해주시겠습니다. 진짜 저희 회사 그 확장 신축 이전을 위해서 참석하신 내외빈 여러분을 소개를 해드리겠습니다. 자, 한번 소개하실 때마다 큰 박수로 보답해 주시면 감사하겠습니다. 저 먼저 제가 제일 사랑하고 좋아하는 저희 어머니, 어메, 어머니, 어머니, 네. 자, 박수 한번 드렸어요. 네, 고맙습니다. 네. 자, 그리고 그, 우리 한국 허그 대표가 아닌 그 관리자분들 다 일어나 주세요. 허그, 한국에서 오신 허그 직원분들. 자, 한국 직원들. 아, 좀. 자, 그리고, 동원연구, 그, 김태현 대표님과 육만순 부장님 오셨습니다. 셋. 그리고, 신장연구, 고정환 대표님과 정석영 과장님 오셨습니다. 네. 그 다음, 양원하야 대표, 김승현 대표님 오셨습니다. 또 그린선사 대표 이태종 사장님 모셨습니다. 그 다음에 영원섬유 김영옥 사장님의 도움을 3만원 모셨습니다. 네, 고맙습니다. 한국에서 오신 분 맥스 국제연구소 대표님, 성민수 대표님, 예, 고맙습니다. 그리고 다이동의 김은석 대표님, 정도선 소장님 두 분 오셨습니다. 네. 그다음에 그 중원가영 그 하민석 대표님과 오일선 이사님, 그다음 사모님 같이 오셨습니다. 자, 인사합니다. 네. 자, 글루리 라벨 박정수 대표님 오셨습니다. 그리고 럭키 제공사 최동민 전무님 오셨습니다. 네. 자, 부근이 저희 현대검체입니다. 동반자죠. 부근이 김종호 대표님과 이용준 대표님 오셨습니다. ENG 자수 김대웅 대표님,
네, 오셨습니다. 네, 고맙습니다. 저희 한인생에서 오신 노병문 대표님. 네. 고맙습니다. 디플러스 나온 것 같아요. 디플러스 대표님 오셨는데 디플러스 탔어? 오케이, 오케이, 오케이. 그다음에 아, 봉동 저 자수 대표님, 지금 김종규 대표님 오셨습니다. 알로페 대표님, 최은성 대표님 오셨습니다. 네. 그 지프 조인수 대표님 오셨습니다. 지금 제가 이제 지금 메모를 지금 바빠가지고 못했는데 혹시 빠지신 분이 계시면 제가 다시 또 메모해서 나중에 또 알려드리겠습니다. 멀리 오셔서 정말 감사합니다. 감사합니다. Để chào mừng sự kiện trọng đại ngày hôm nay, tôi đứng đây muốn lan tỏa niềm vui và niềm tri ân sâu sắc, ghi nhớ mọi sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân lao động đã đồng hành cùng công ty. Để buổi lễ thêm phần ý nghĩa, sau đây xin kính mời các quý đại biểu, khách quý cùng toàn thể người lao động hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các diễn viên không chuyên của công ty sẽ lần lượt gửi đến chúng ta qua các ca khúc Múa Nón một vòng Việt Nam đến từ đội ngũ thống kê, Múa Cây Đa Quán Dốc đến từ bộ phận văn phòng, Nhảy đến từ bộ phận thống kê, và tiết mục nhảy cuối cùng là Đất Phương Nam đến từ bộ phận văn phòng. Đề nghị các quý đại biểu, quý khán giả cùng toàn thể cán bộ chúng ta cho một tràng pháo tay thật giòn giã được không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn.
không khí của chúng ta trong nhà ăn của hôm nay, bởi vì là diện tích của nhà ăn thì có hạn, nhưng mà trải qua bốn cái những cuộc văn nghệ như thế thì sức nóng của chúng ta gần như là nóng, cực kỳ nóng luôn. Và một lần nữa chúng ta vừa được thưởng thức các cuộc văn nghệ thật sôi động, đã được dày công tập luyện do các diễn viên không chuyên của công ty thể hiện. Phải nói rằng bằng lòng nhiệt huyết yêu văn nghệ, sau những giờ tan ca, thậm chí chỉ là những mẩu bánh mì, cốc nước uống bộ, nhưng mà bằng các đồng chí đã mang đến cho buổi lễ những tiết mục đặc sắc với những nụ cười và những nụ cười đặc thắm trong giờ lao động miệt mài hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn và ghi nhận sự nhiệt tình của các đồng chí đã góp phần cho buổi lễ thêm long trọng và ý nghĩa. Và trước khi bước vào buổi lễ thì kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, các đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân lao động cùng hướng mắt lên sân khấu để chúng ta cùng đón xem đoạn video về quá trình hình thành và phát triển của công ty. Xin trân trọng kính mời các bạn âm thanh, chúng ta sẽ cho trình chiếu đoạn video về quá trình hình thành và phát triển của công ty. 기념식에 들어가기 전에 대표님, 내외빈, 협력회사 동등빈 모든 관리자들과 근로자들께서는 국내로 전력회사의 존립과 발전에 대한 비디오를 감사해 주시긴 바랍니다. 6 năm hoạt động kinh doanh, công ty đã đạt được những thành công nhất định và lãnh đạo công ty quyết định mở rộng nhà máy sản xuất. Năm 2023, sửa mới bắt đầu xây dựng tại nơi đất 1854, thôn Đồng Trung 2, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Phải nói rằng đây là giai đoạn thử thách khó khăn, thăng trầm, gian nan nhất
từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, không thể kể hết bao khó khăn vất vả trông trên sỏi đá, nhưng dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty cùng với trí tuệ và tâm huyết của thế hệ cán bộ đã, đang và sẽ nỗ lực để xây dựng công ty HUG phát triển ngày một bền vững. Đây cũng chính là giai đoạn quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển của công ty trong những chặng đường tiếp theo. 예, 방금 회사의 분립과 발전에 대한 비디오를 봤습니다. 이것은 처음 활동한 날부터 가장 어렵고 힘들고 어려운 시기라고 말해하면 얼마나 힘들고 어려운 일인지 이루 말할 수 없습니다. 그러나 회사 대표이신 김성호 사장님의 지도 안에 모든 관리자들과 근로자들이 끊임없는 노력과 함께 앞으로 몇 단계 동안 회사에 대한 우리의 긍정적인 기여를 전적으로 자랑스럽게 생각합니다. Vâng, nhà máy mới sẽ không chỉ tăng cường về năng lực sản xuất của chúng ta mà còn cung cấp nhiều cơ hội việc làm mới cho địa phương. Chúng ta hoàn toàn tự hào về sự đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở khu vực này. Tiếp tục hành trình mới trong tương lai, năm 2024 bắt đầu một chặng đường mới kiến tạo. Công ty cam kết rằng đối với khách hàng sẽ luôn giữ vững chữ tín, mang sản phẩm và dịch vụ mới chất lượng tốt nhất, duy trì đảm bảo lợi ích của hai bên, xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng trên con đường sự nghiệp kinh doanh. Đối với cán bộ công nhân lao động, công ty sẽ luôn mạnh dạn điều chỉnh, đổi mới về cách quản lý, phương hướng kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật, nâng cao tinh thần đoàn kết, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân lao động. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt lòng tin vào hành trình mới đang được ban giám đốc kiến tạo, dày công, tâm huyết xây dựng và chắc chắn rằng với sự quyết tâm và đoàn kết sẵn có là cơ sở vững chắc để chúng ta cùng nhau tạo ra mốc son mới, chinh phục các thành tựu mới trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Có thể nói rằng có được thành công như ngày hôm nay, ngoài sự cống hiến lớn lao của tập thể cán bộ công nhân lao động, chúng ta không thể không kể đến công lao to lớn quyết định đến sự thành công của HUG ngày hôm nay. Đó không ai khác chính là tổng giám đốc công ty Kim Sung Ho, một con người có tầm nhìn về mặt chiến lược, tấm lòng đầy nhiệt huyết và sự kiên định, can trường và thao lược của người đứng đầu. Sau đây xin trân trọng kính mời tổng giám đốc công ty Kim Sung Ho sẽ lên có đôi lời phát biểu trong buổi lễ trọng đại này. Xin trân trọng kính mời ông.황충씨 그 회원님과 박정길 회원님 아까 오신 분들 빠뜨렸습니다. 예. 그리고 저기 양재미신 그 한주원 차장 예 오셨습니다. 예. 그리고 그 진러그 대표 이길재 대표님 오셨고요. 예. 그 다음에 AAT를 대표로 그 이계정 의사님 오셨습니다. 예. 고맙습니다. 여러분 안녕하십니까. 이렇게 날씨도 무덥고 힘든 상황에 저희 회사 신축 확장 이전 개업식을 축하해 주시기 위해 멀리서 오신 내외빈 여러분들께 진심으로 감사를 드립니다. 특히 저희 회사 개업식을 축하해 주시기 위해 바쁘신 일정을 만사 제쳐두고 한국에서 방문해 주신 사장님이야 허그 본사 직원 여러분들에게도 고맙게 생각을 합니다. 그리고 거래처 사장님들께도 진심으로 머리를 숙여 감사를 드립니다. 특히 이 자리를 꼭 참석하고 싶다고 찾아주신 아까 처음에 소개해드린 저희 사랑하는 어머님 참석해주셔서 너무 고맙습니다. 어머님 오래오래 사십시오. 네. 오늘 제가 여기까지 오기에는 너무도 많은 시련과 고통을 여러 번 극복하고 눈물도 좀 많이 흘리면서 이 자리까지 오게 되었습니다. 말도 통하지 않는 먼 타국에서 막상 공장을 시작하려고 하니 겁도 많이 났었었고 앞이 캄캄해서
너무 힘들었던 기억이 지금도 생생하게 머리를 스쳐가는 것 같습니다. 제가 처음 베트남에서 시작한 날짜는 2016년 12월 15일이었습니다. 그때 처음에 시작하면서 두려움과 겁도 많이 났지만 제가 자신이 있었던 것은 제가 모든 공정을 할 수 있다는 자신감과 기술력이 있었기 때문에 제가 말도 통하지 않지만 행동으로 보여주고 제가 열심히 하는 모습을 모범적으로도 보여준다면 베트남 사람들도 나를 믿고 따라올 거라 생각을 하고 정말 밤과 낮을 가리지 않고 열심히 하였기에 여기까지 올 수 있었던 게 아니었나 다시 한번 생각해 봅니다. 처음에 그 TS라는 회사에 임대 계약을 하고 6개 라인에 250명을 데리고 처음에 출발을 했었습니다. 그리고 2018년 7월 15일에 아까 저희 화면에 나와 있던 그 댄스라는 회사하고 임대 계약을 6년을 하면서 허브 비나라는 회사를 성립을 하게 되었었습니다. 처음 인원 320명, 라인은 10개 라인으로 출발을 하여 일을 하는 과정에 평소 알고 지내던 그 지인이 빈놈 땅을 소개를 시켜줘가지고 제가 이 땅을 인수하는 과정에서 이제 고민을 하게 됐었습니다. 자, 임대료가 너무 비싸고 너무나 뭐 소비되는 돈이 많았기 때문에 저희가 임대료를 줄 돈으로 땅을 사고 건물을 짓고 나중을 위해서 더 훨씬 좋을 것 같다는 생각이 들어서 2020년에 이 땅을 저희가 매입을 하게 되었습니다. 베트남 법도 하나도 모르고 또 통역이 번역하는 게 한계가 있다 보니 땅을 이전하는 과정이 너무 복잡하고 힘들었고 한 2년인 반이라는 시간이 흐르면서 그 땅을 매입을 해왔던 기억이 납니다. 이 과정에 너무도 힘들었고 정말 싸워보기도 많이 하고 말이 통하지 않으니 어느 누구도 믿을 수가 없어서 오직 저 자신만 믿자, 제가 판단해서 제가 결정을 하자 그런 식으로 항상 다짐을 했었습니다. 그 결과 땅 이전 문제가 무사히 마무리가 되었고 우리가 이제 건축업체 36공띠 그 마사우라는 공띠를 만나 2023년 2월부터 착공을 시작하여 그해 12월 마무리 공사가 되어서 1월 3일에 저희 회사가 이전을 하게 되었습니다. 공사가 거듭되면서 마침내 건물이 완공되어가고 있는 모습을 보면서 제 자신이 정말 이렇게 먼 베트남이라는 타국까지 찾아와서 7년 만에 내 공장을 가질 수 있다는 생각에 내 자신이 너무 대견스러웠고 너무 자랑스럽다고 생각이 들었습니다. 그래서 2층에 보면은 저희 공장 2층에서 이 현장을 바라보면서 제가 눈물을 하염없이 흘린 적이 있었어요. 너무나 좋아가지고. 그래서 하여튼 너무나 행복했던 때가 아니었나 그때 생각이 들었습니다. 그리고 공장을 이전하기 전 갑작스러운 비로가 왔었는데 저희 아버님께서 12월 31일 날 돌아가신 거예요. 이사 가기 한 3일 남겨놓고 돌아가셨는데 그동안 사진으로만 공장을 짓는 모습을 보여드렸었는데 공장 완공한 모습을 보여드리지 못해가지고 좀 마음이 아픈데 하여튼 그 아버님께서 저를 지켜주신다고 저는 항상 생각을 하고 있습니다. 그리고 하늘나라에서도 제가 힘들 때마다 해결할 수 있는 지혜와 용기를 주실 거라고 항상 제가 믿고 있습니다. 그래서 지금 이 자리를 제가 어머님을 꼭 모시고 온 이유가 저희 어머님이 이제 오래 사시겠지만 여기에는 다시 한번 올 수 있는 기회가 없기 때문에 제가 이번에 저희 어머님을 모시고 제가 모신 겁니다. 그래서 우리 어머님께서 오래오래 건강하게 잘 사시고 건강하게 사셨으면 좋겠습니다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
해외에 나와서 성공을 하려면 모든 여건이 다 낮아야 하지만 최고로 중요하게 1년 동안 회사를 돌릴 수 있는 오더라고 생각합니다. 그리고 거래처와 오랫동안 거래를 할 수 있고 많은 오더를 받을 수 있는 방법은 좋은 품질과 정확한 납기를 지켜야 서로 발전을 할 수 있는 계기가 된다고 생각을 합니다. 저 같은 경우는 처음 두 개 브랜드를 시작으로 지금은 여덟 개 브랜드를 완성을 하고 있고 그 다음에 우리 협력업체 CN 공장이 일곱 군데를 지금 하고 있습니다. 저희가 월 시즌별로 생산량은 저희가 한 120만 장 그러면 1년에 저희가 480만 장 정도를 저희가 생산을 하고 있고요. 연간 매출은 저희가 150만 불 정도 이상은 됩니다. 저희가 그래서 좀 많이 성장한 회사라고 생각을 하고 있고요. 제가 1년에 쓸 수 있었던 부분도 우리 회사가 품질이 좋지 않고 납기를 맞추지 못하고 문제가 많이 있었다면 거래처들이 저를 외면하고 다 떠났을 거라고 생각이 듭니다. 좋은 품질과 정확한 납기를 맞추어 거래처들도 또한 판매 시기에 맞추어 납품을 받게 되면 더욱더 많은 판매를 할 수 있게 되고 그러면 다음 시즌에는 더 많은 양의 오더를 저희한테 줄 것이라 확신을 했기 때문에 저희가 열심히 했다는 것을 여러분들한테 말씀을 드립니다. 제가 이 자리에 설 수 있었던 것은 제가 똑똑하고 돈이 많아서 뭐 많이 배워서 이것이 아닙니다. 아니고 모든 직원분들이 저를 믿고 따라와주고 똘똘 뭉쳐있게 뭉쳐서 저를 도와줬기 때문에 이 자리에 왔다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그리고 저를 믿고 이 먼 곳까지 따라와진 우리 정동원 부장 그 다음에 양희경 과장에게 이 자리를 빌어서 감사의 말씀을 드리고요. 그 다음에 저희 우리 허그 본사 직원들 열심히 해주셔서 항상 그 자리에 묵묵히 여러분들이 해주신 거에 대해서 너무 감사하게 생각을 합니다. 그리고 자기 자리에서 열심히 해준 우리 베트남 관리자분들과 공장 전체 직원분들에게도 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 마지막으로 이번 행사를 위해 먼 곳까지 찾아와 주신 모든 분들에게 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 여러분들 모두 가정이 행복하고 건강하시기를 바라며 모든 가족의 많은 복이 가득 차시기를 간절히 빌겠습니다. 대단히 고맙습니다. 다음은 vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ từ tổng giám đốc của công ty. Thay mặt tập thể người lao động xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực từng ngày, lao động miệt mài để góp phần cùng công ty ngày một phát triển bền vững. Để hết sát tế phim em và 감사드리며 근로자들을 대신하여 회사와 함께 나란히 발전하기 위해 열심히 노력하고 일한 것은 약속드립니다. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể người lao động, buổi lễ hôm nay là dịp để công ty cũng như mỗi thành viên của chúng ta sẽ nhìn lại chặng đường đã trải qua và đề ra kế hoạch mới, mục tiêu mới cho tương lai. Và nhằm tri ân động viên người lao động đã góp phần vào sự phát triển của công ty, sau đây ban giám đốc công ty sẽ có những phần quà dành cho cán bộ, tổ trưởng xuất sắc, công nhân xuất sắc cũng như những phần quà chia sẻ với những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Trước tiên, Tổng Giám đốc sẽ dành 32 phần thưởng cho công nhân xuất sắc đại diện cho các tổ, bộ phận và trị giá mỗi phần quà sẽ là 500.000 đồng. Bởi vì sân khấu có hạn, cho nên ban tổ chức sẽ chia thành 2 lần lên nhận quà thưởng trong 32 xuất quà của tổ trưởng và trưởng các của tổ trưởng và công nhân xuất sắc. Sau đây xin trân trọng kính mời 16 công nhân xuất sắc có tên sau đây nhanh chóng di chuyển về sân khấu để chúng ta nhận thưởng từ Tổng Giám đốc công ty. Thank you.
để chào đón. Đây là những gương mặt công nhân xuất sắc đại diện cho các tổ và các bộ phận. Trong quá trình làm việc thì những công nhân này đã có những đóng góp to lớn đối với công ty, là những công nhân gắn bó lâu năm, thậm chí có những công nhân từ Yên Định chúng ta chuyển sang đây, và có những công nhân cách công ty hiện tại cho đến thời điểm này là tới 40 km, nhưng mà vẫn quyết tâm gắn bó lâu dài cùng với góp phần vào sự phát triển của công ty. Đề nghị chúng ta một lần nữa cho một tràng pháo tay được không ạ? Đề nghị 16 đồng chí tiếp theo chuẩn bị di chuyển lên sân khấu để chúng ta tiếp tục nhận quà. Bộ phận văn phòng, đồng chí Lê Thị Lanh và các bộ phận còn lại, chúng ta di chuyển nhanh chóng chuẩn bị lên khu vực sân khấu để chúng ta nhận quà. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí và chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe. Đề nghị 16 đồng chí còn lại nhanh chóng bước chân về khu vực sân khấu để chúng ta nhận quà. Hai bên phía cánh gà của chúng ta, các đồng chí có thể di chuyển lùi vào phía trong, bởi vì là chúng ta sau phần quà trao thưởng cho công nhân xuất sắc, chúng ta sẽ còn trao thưởng cho tổ trưởng xuất sắc, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Và đặc biệt, một nội dung quan trọng mà ai cũng ngóng chờ trong buổi lễ trọng đại này, đó là phần bốc thăm trúng thưởng chuẩn bị sắp diễn ra tới đây. Kính
thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể cán bộ và công nhân lao động. Trong buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta còn một nội dung hết sức quan trọng mà bản thân tôi tin chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều hồi hộp và mong chờ. Đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng. Đến với tất cả chúng ta, đề nghị bộ phận tổ chức của chúng ta di chuyển thùng phiếu bốc thăm trúng thưởng về phía sân khấu để chúng ta bắt đầu nội dung chương trình. 오늘 정식 집계에는 우리 모두가 기대하고 있다고 제가 확신하게 아주 중요한 것이 있습니다. 바로 행원권 추첨입니다. 행원의 선물은 총 42개 준비했으며 모든 관리자 등과 근로자들은 추첨 축의 추첨표에 등록하고 준비했습니다. 여러분들 행운이 깃들기를 바랍니다. Và tổng phần quà của chúng ta sẽ chia thành 3 đợt. Đợt thứ nhất là 36 xuất quà đầu tiên sẽ có trị giá từ 500 đến 1 triệu đồng. 4 xuất quà tiếp theo sẽ có trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Và 2 xuất quà đặc biệt do chính tổng giám đốc của công ty của chúng ta sẽ là người bốc thăm sẽ có giá trị là 2 triệu đồng. 선물은 세 가지 나누어집니다. 50만 동부터 100만 동 미만의 가치 있는 선물 36개, 150만 동의 가치 있는 선물 4개, 200만 동의 가치 있는 특별 선물 2개. Và đề nghị toàn hội trường của chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay cho nội dung này được không ạ? Quản lý Vũ Văn Thức. Đồng chí Vũ Văn Thức hiện giờ đang đứng ở đâu ạ? Xin phép là chắc là đồng chí Vũ Văn Thức đang còn một số cái nội dung cho nên là đồng chí sẽ di chuyển tầm khoảng một phút nữa đồng chí sẽ có mặt tại sân khấu. Đề nghị đồng chí quản lý Vũ Văn Thức sẽ lên sân khấu bốc thăm cho 10 phần quà may mắn đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Đề nghị đồng chí may mắn đấy. Alo, các đại nhân xin thay mặt bốc những cái phần quà mà may mắn cho những người gặp được may mắn. Trước khi chúng ta bốc 10 phần quà đầu tiên thì đề nghị đồng chí trước chúng ta sẽ lắc đều phần quà để cho công bằng. Thank you.
khu vực gần sân khấu luôn để đến khi kết thúc chúng ta phần quà thứ hai sẽ đến từ tổ 2 mã số 2696 Hà Thị Thu Thảo. Và một lần nữa xin được chúc mừng 10 phần quà đầu tiên.
đồng chí Lân ạ. À đồng chí Lượng. Mời đồng chí lên sân khấu đại diện cho những tổ trưởng vừa nhận thưởng, thì đề nghị đồng chí bước chân nhanh chóng về khu vực sân khấu để chúng ta bốc thăm phần quà trúng thưởng tiếp theo. Nhanh chóng nào, mọi người đang rất là hồi hộp. Nhanh chóng. Trước khi đồng chí bốc thì đồng chí đảo nhá. Đảo. Lắc đều. Mời đồng chí đọc to, rõ ràng. Nếu như sau khi đọc mà đồng chí trúng thưởng không bước lên sân khấu thì chúng ta sẽ bốc thăm sang phiếu tiếp theo. Sau đây là em xin đọc mã số tổ 3 đâu ạ? Giơ tay lên ạ. Mã số 2289 Trịnh Thị Dung. Mã số tiếp theo nằm ở bộ phận kỹ thuật 2561 Lê Thị Nga. Tiếp theo là tổ 16, mã số 0204 Nguyễn Thị Nga. Tiếp theo là tổ 20 đâu ạ? Mã số 3093 Nguyễn Thị Nga. Hôm nay toàn Nga không. Bộ phận tổ 5, mã số 4330 Nguyễn Thị Phấn ạ. Mình nên bốc mà không thấy tổ mình đâu. Tổ 11, 3458 Nguyễn Thị Dung. Tổ 7 đâu, chị Hiền đâu? Mã số 4116 Nguyễn Thị Mai. Không phải tổ trưởng nha. Bộ phận KCS 4104 Trương Thị Thủy. Tiếp theo là bản bộ phận nhà cắt, mã số 2888 Trịnh Đình Hảo. Hiện nay còn hai đồng chí nữa cơ mà nhỏ. Các đồng chí mà không nhanh chóng lên là tôi hủy, tôi chuyển sang phiếu khác này. Còn một đồng chí nữa ở đây mới có 9, 2, 4, 6, 8, 9. Còn một đồng chí nữa là ai ạ? À? Chúng ta đồng ý hủy để chuyển sang phiếu khác nha. Nhanh chóng nào. Bởi vì chúng ta còn rất là nhiều phần quà. Thank you.
trước khi bốc. Và bốc sẽ có góc trái, góc phải, ở trên, ở dưới, ở giữa. Thank you.
sẽ đọc tên. Tổ 14 ngồi đâu ạ? Tổ 14. Trinh Thị Thùy, số mã số 4546 đến từ tổ 14. Alo, đề nghị những đồng chí có tên, trúng thưởng đề nghị các đồng chí. Thật sự là hôm nay không biết là sáng nay bộ phận hoàn thiện ăn sáng bằng cái gì mà cực kỳ may mắn. Bộ phận hoàn thiện ở đâu ạ? Chúc mừng một phần quà tiếp theo đến từ bộ phận hoàn thiện. 3468 Lê Thị Hằng. Và chúc mừng một phần quà đến từ bộ phận văn phòng. Các đồng chí văn phòng ở đâu rồi ạ? Vũ Văn Thức đứng. Quà phần quà chị
Phần quà tiếp theo là phần quà thứ 3 đến từ bộ phận tổ 21 cho đồng chí nam 4671 Bùi Văn Trinh. Và phần quà cuối cùng đến từ bộ phận tổ 15, một chị mà hàng ngày đi xe cùng với tôi. Tôi đề nghị là những đồng chí có tên là sau khi đọc tên là chúng ta sẽ di chuyển lên ngay. Và chúng ta sẽ lên nhận phần quà đúng chủ nhân. Và hình như là hôm nay đồng chí Bùi Văn Trinh vắng thì chúng ta sẽ hủy phần quà này và chúng ta sẽ bốc bổ sung một phần quà khác được không ạ? Còn hai phần quà đặc biệt nữa. Đồng chí thức sướng danh lại tổ 21. À quên, tôi là tổ 12. Alo, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí có mã số 4490 Trương Thị Nhung đến từ bộ phận tổ 21. Đây đồng chí Trương Thị Nhung đến từ bộ phận tổ 21, nhanh chóng về khu vực sân khấu. Tổ 21 đâu rồi, đồng chí Trương Thị Nhung. Xin đồng chí di chuyển nhanh chóng. Đồng chí mà lên mà chậm là chúng tôi lại hủy phần quà để chúng tôi bốc sang phiếu tiếp theo này. Thank you.
Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể người lao động, chương trình lễ kỷ niệm khánh thành công ty trách nhiệm hữu hạn HG hôm nay xin phép được khép lại. Thay mặt cho ban lãnh đạo công ty, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể khách mời đã dành thời gian quý báu của mình tới dự và chung vui với lễ kỷ niệm của công ty chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể người lao động sức khỏe,